chúng tôi là Cagil Việt Nam. Với 25 năm nuôi dưỡng vật nuôi, 24 năm làm giàu cho cộng đồng. Đó cũng là từng ấy thời gian, đội ngũ tình nguyện viên quỹ Cagil Cares miệt mài sải bước tới hơn 50 tỉnh thành trên toàn quốc để đắp xây nên những ngôi trường mơ ước. Trong hơn 2 thập kỷ qua, chúng tôi đã đồng hành cùng hàng trăm ngàn trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học ở các vùng nông thôn Việt Nam. Niềm đam mê của chúng tôi là chấp cánh cho các em có được điều kiện học tập tốt hơn trong những ngôi trường khang trang, an toàn và tiến bộ. Hành trình của đam mê ấy bắt nguồn từ năm 1996 với dự án ngôi trường đầu tiên ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, dẫn lối tới năm 2020 với một dấu mốc đặc biệt tại một công trình đặc biệt, ngôi trường thứ 100 được quỹ Cagil Cares xây dựng tại Việt Nam, được đặt tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trường tiểu học Văn Thành với quy mô 9 phòng học được tài trợ xây mới, có thể phục vụ tốt cho gần 500 học sinh tiểu học mỗi năm. Đằng sau con số 100 ngôi trường Cagil xây dựng là những tác động tích cực và vô cùng ý nghĩa đối với các khu vực nông thôn, để hàng trăm ngàn các em nhỏ đang theo học dưới mái trường an khang và an toàn, là cả một chặng đường đeo đuổi và tận tâm cống hiến của cá nhân lẫn tổ chức. Trước thực trạng vẫn còn hàng trăm ngàn trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học ở nông thôn Việt Nam đang phải học tập trong những ngôi trường tạm, xa xôi, kém an toàn, thiếu thốn cơ sở vật chất, đội ngũ tình nguyện viên đã có rất nhiều trăn trở. Nếu các em có được điều kiện học tập tốt hơn, tương lai của các em sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta có thể làm gì để giúp cho các em? Những trăn trở ấy chính là động lực để Cagil Cares thực hiện hành trình ươm mầm cho những ước mơ. Chúng tôi đã đến đo đạc, khảo sát, xây dựng, để rồi khi bước đi, mỗi dấu chân tình nguyện trên đất hoang và cát cháy biến thành những công trình trường học khang trang, an toàn và thuận tiện cho trẻ em địa phương. Buổi sáng con dậy và chuẩn bị đi học là con cảm thấy rất là vui và hăng hái vì được đến trường và học trong những ngôi trường mới. Con thấy trường mới đẹp hơn và thích hơn trường cũ. Xin cảm ơn công ty Cagil đã xây cho địa phương cái ngôi trường này để đáp ứng cái nhu cầu giảng dạy trong nhà trường. Đối với chúng tôi là những nhân viên Cagil tại Việt Nam, chương trình xây dựng trường học cho các cộng đồng dân cư nông thôn đã trở thành một sợi dây gắn kết, mặc dù vô hình nhưng rất gắn bó. Đó là một hành trình dài với biết bao khó khăn nhưng cũng đong đầy hạnh phúc. Thông qua Cagil Cares, hàng trăm ngàn trẻ em được thụ hưởng điều kiện học tập tốt hơn. Hàng trăm ngàn số phận đã được thay đổi nhờ tiếp cận cơ sở trường lớp đảm bảo ngay từ những năm học đầu đời. Đó chính là niềm hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều mong mỏi. Là niềm hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc các em vô tư vui đùa trong những ngôi trường mới. Là niềm hạnh phúc vì những nụ cười rạng ngời của các em trên đường tới trường. Community enrichment is a big goal besides our business. It's in our DNA. Cagil is committed to community development in where we live and work. We believe in the power of education, in that it can change lives. Hạnh phúc vì hành trình kỳ diệu bắt đầu từ trái tim, khối óc của đội ngũ tình nguyện viên Cagil đã kết nối được nhiều đối tác và khách hàng, những mạnh thường quân trong một chương trình đầy ý nghĩa. Hành trình ấy sẽ không thể thành công nếu thiếu đi sự đồng hành từ phía các cơ quan chính phủ, đại sứ quán Hoa Kỳ, những mạnh thường quân trên toàn quốc, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và toàn thể đội ngũ nhân viên Cagil. Chúng tôi xin chân thành tri ân sự đồng tâm, đồng lòng mà quý vị đã dành cho Cagil Cares tại Việt Nam. Education is absolutely the foundation of any country. And to see Cagil Cares, to see the company and its employees contributing to the future of Vietnam through the construction of schools is really, it's just very heartwarming to me. And it's such a pleasure
And frankly, it makes me very proud of American companies that they contribute to the community in that way. Through our Cargill Cares Committee, we've created a platform engaging stakeholders across our business partnerships. Our employees, our suppliers, and our customers come together to invest back in the communities we serve. Chúng tôi hiểu rằng hành trình ươm mầm cho những ước mơ không chỉ đơn thuần là xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang hơn cho các em, mà còn tạo nền tảng giáo dục tiến bộ để chắp cánh cho các thế hệ tương lai của Việt Nam bay cao hơn, xa hơn và cho một Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng. Hôm nay em đến trường, đôi chân đất trên đường, mái tóc em còn vương màu bụi, nắng và gió. Ở miền quê xa đó, nơi hạnh phúc không khó để có thể kiếm tìm, bởi vì ở trong tim của em bao mơ ước. Mắt nhìn thẳng phía trước, em tiếp tục bước đi. Hạnh phúc là chính khi ta cho đi hạnh phúc. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Cargill Cares, chung tay vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng.